sự là danh xưng mới ca sĩ thì Hương cũng chưa dám nhận, bởi vì bản thân Hương cũng biết là mình còn khá kém về tuổi nghề cũng như là kinh nghiệm. Và thời điểm hiện tại thì Hương vẫn mong muốn mọi người nhớ đến Hương là một người mẫu và một người đẹp đi hát. Cái điều quan trọng nhất đối với Hương đó là chinh phục tình yêu thương của khán giả và sự công nhận của khán giả. Vì vậy Hương cũng không mong muốn là mình sẽ được gọi là ca sĩ bây giờ, Hương mong muốn là mình gọi là người đẹp đi hát. Thật ra là bản thân Hương là chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình. Tuy nhiên là tiếc thì cũng có hơi tiếc, tại vì Hương đã chuẩn bị rất là nhiều skill trình diễn cho khán giả tại The New Mentor. Nhưng mà không nghĩ là việc xin vào vòng loại của mình để thể hiện khả năng mình, bản lĩnh, mình nỗ lực như thế nào, nhưng mà nó không phù hợp với tiêu chí, thì Hương cũng có một chút xíu tiếc. Có một lý do duy nhất đó là từ bé Hương rất là đam mê âm nhạc, mà rất là đam mê được trở thành ca sĩ. Sau khi là mình đã chinh phục được lĩnh vực người mẫu trên sàn runway rồi thì ngay thời điểm hiện tại là Hương có công việc cũng khá ổn định, thì Hương mong muốn mình có thể là chinh phục cái ước mơ từ nhỏ của mình, đó là trở thành ca sĩ trong tương lai. Thật sự là danh xưng mới ca sĩ thì Hương cũng chưa dám nhận, bởi vì bản thân Hương cũng biết là mình còn khá kém về tuổi nghề cũng như là kinh nghiệm. Thì Hương mong muốn là mọi người sẽ tiếp nhận hình ảnh của Hương là như là một người đẹp đi hát. Thì với sự cố gắng nỗ lực trong tương lai, Hương hy vọng là mình sẽ có nhiều tác phẩm hơn để cho khán giả, chinh phục được khán giả, cũng giống như mình đã chinh phục khán giả trên sàn runway để mọi người công nhận mình là ca sĩ. Vậy thì ở thời điểm hiện tại thì chị mong muốn khán giả gọi chị là ca sĩ hay là người mẫu? Ok. À, thời điểm hiện tại thì Hương vẫn mong muốn mọi người nhớ đến Hương là một người mẫu và một người đẹp đi hát. Còn trong tương lai thì Hương sẽ cố gắng để có thể là cái danh xưng đó nó thật sự xứng đáng với mình. Mình không nên là tự tạo cho mình danh xưng trong khi là mình còn quá non nớt. Thì thật ra là cơ hội đến với mình phải nắm bắt thôi. Còn biết mình làm được hay không, mình phải thực hiện nó mình mới biết mình làm được hay không. Cũng như sắp tới là tháng 9 nay, Hương sẽ đảm nhận một vai trong một bộ phim truyền hình, sẽ có chuyến công tác tại Đà Lạt, và bộ phim đó sẽ được bật mí để giới thiệu với khán giả, mong là khán giả cũng sẽ ủng hộ mình. Thì bộ phim này là Hương được mời, tại vì cái vai này là vai hoa hậu mọi người ạ. Vai hoa hậu kiêu kỳ nên là Hương nghĩ là đạo diễn thấy Hương phù hợp. Và có một vài ý kiến cho rằng là chị đi thi hoài mà không đậu lại mới đi hát, chị nghĩ sao về ý kiến? Thì mọi người sẽ có một cái suy nghĩ riêng, mà cộng đồng mạng thì mình không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Đối với bản thân Hương thì hành trình nào cái giá trị mình đạt được nó quan trọng. Ví dụ như là mình có giành được ngôi vị quán quân hay nhất đi nữa mà mình không được lòng khán giả thì tất cả mọi thứ nó cũng như bằng số 0. Thì cái thành công của Hương ở đây lớn nhất là gì? Top 10 Miss Grand nhưng được tất cả mọi người yêu mến, hầu hết mọi người yêu mến. Hương nghĩ đó chính là thành công lớn nhất của Hương, và không phải ai cũng có được. Trong những hành trình tới cũng vậy. Cái điều quan trọng nhất đối với Hương đó là chinh phục tình yêu thương của khán giả và sự công nhận của khán giả. Vì vậy Hương cũng không mong muốn là mình sẽ được gọi là ca sĩ bây giờ. Hương mong muốn là mình gọi là người đẹp đi hát. Đến khi nào đó Hương đủ sức chinh phục thì mọi người sẽ công nhận Hương. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.